Xin chào các bạn nha. Hôm nay quay quất giả cho các bạn xem ha. Đây là cái mẫu quất giả nha các bạn, bằng cao su non các bạn nha, hàng Mala nha các bạn. Đây. Trong này nó có đủ thứ thế luôn các bạn ha. Mỗi con mỗi sắc thái nha các bạn, không con nào giống con nào cả nha các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn này. Thì mấy video trước thì chị cũng hay quay cho các bạn xem. Thì những cái video trước thì các bạn thấy là con nó giống như thế này các bạn. Thì cái đế nó trắng. Nhưng mà cái mẫu này thì chị đăng về là cái mẫu nó có cỏ nhân tạo phía dưới luôn các bạn nha. Nó điệp với lại màu cỏ luôn, cho nên là khi mà các bạn đánh thì các bạn sẽ không phải che nữa ha. Các bạn chỉ cần đặt nó xuống như thế này thôi. Đó. Thì nó có cả cỏ đây. Rồi giới thiệu sơ qua về con quất giả Malai này các bạn xem nha. Đó, thì hàng này nó làm bằng cao su non nha các bạn. Nên là nó không phải như là cái hàng bằng lông các bạn ha. Nếu mà các bạn đã chơi hàng bằng lông rồi thì các bạn sẽ biết là các bạn sửa thế này thì nó sẽ lông á, thì mà các bạn đi đánh thì nó sẽ bị rụng lông nha các bạn. Nếu mà hàng bằng lông mà các bạn chơi á, thì nó sẽ bị rụng lông. Còn với cái hàng mà bằng quất bằng cao su này á thì nó là bằng cao su non các bạn, nó rất là dẻo nha các bạn. Này dẻo này. Đó, các bạn có thể đây, để chỉ lấy cái cây này đập cho bạn xem. Như thế này. Đó các bạn. Này. Đó. Hàng bằng lông các bạn không thể, nhưng mà hàng này thì các bạn nhìn này. Hàng rất là chắc nha các bạn nha. Không bị sao cả ha. Chân ở trong đây thì là bằng thép nha các bạn, thép ở trong đây rất là chắc chắn các bạn luôn. Các bạn về các bạn hàng như thế này các bạn bao xài cho các bạn chơi luôn, không bao giờ để xúc mùa luôn các bạn nha, vài năm cũng chẳng hư nữa đâu. Các bạn đừng có để nó bị cháy là bị gì là được ha các bạn. Và mẫu này thì nó chim ngồi nó rất là nhạy đá các bạn ha. Nếu mà các bạn thích những con gào thì các bạn chọn con như thế này. Còn nếu mà các bạn thích những con hiền hơn thì các bạn hãy chọn con này. Như con này thì các bạn nhìn thấy này, nó sẽ hiền hơn nha, nó không dữ như con này. Đó, con này thì con nó hơi dữ tí nè. Đó các bạn. Rồi, hoặc là con mái như con này, như này. Đây là con mái này các bạn. Nhìn này, đây là mẫu con mái nha. Rất là nhỏ con và rất là nhẹ, rất là hiền nha các bạn. Đó, đây cũng là con mái này, mẫu luồn chân thấp con mái nha. Đó, thường thì mình đi đánh nhiều thì mình chơi các video á, mình đánh con nó bình thường như thế này thôi. Các bạn tham khảo những cái video á thì chỉ hay đánh những con như thế này. Thì con ngồi nó sẽ ăn hiếp được hơn. Còn những cặp quất nào mà quá sung đi thì các bạn xách con này đi thì cũng đá rất là nhanh. Ngược lại là cái con này mà nó đem nó kình gặp con hăng là nó vô nó xúc liền các bạn, xúc rất là nhanh nha các bạn. Rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy hai cái mẫu là mẫu đuôi nó dính này, như con này mẫu đuôi nó cụp xuống thì nhìn các bạn sẽ nhìn thấy nó hung hơn nha. Còn mẫu mà cái đuôi mà nó dính lên thế này này thì các bạn sẽ thấy là nó đem nó hiền hơn. Các bạn đơn giản thôi, các bạn có thể nếu mà các bạn mà muốn á, khi mua về các bạn muốn mà nó đem nó hung á, thì các bạn có thể cụp cái đuôi xuống, là cắt cái đuôi khúc này đi các bạn này, bỏ đuôi này đi nha, cắt khúc này đi nha, thì cái đuôi con chim này nó sẽ cụp xuống và nhìn con chim nó sẽ dữ hơn các bạn ha. Và tùy vào thế nữa ha các bạn, đây là thế nó đang đi, nó đang kình, nhưng mà khi các bạn không thích thì các bạn có thể đè ra xuống cong chim này xuống tí, bẻ cái thép này vào cong tí thì con chim nó thấp xuống ha. Đó. Và cái hàng quất giả này các bạn mua về các bạn có thể là đánh bằng mẹt rất là hiệu quả nha các bạn. Các bạn có thể về các bạn những con nhỏ như thế này các bạn
các bạn về các bạn bỏ vào trong cái mẹt á, cho cái cầu tử á, các bạn có thể tháo cái chân ở dưới, rút cái chân này ra, các bạn bỏ vào cầu tử á, các bạn bẫy những con chim quắc bằng mẹt á cũng nhanh các bạn, không cần, nếu không bẫy thòng thì các bạn dùng nó để bẫy mẹt cũng rất là hiệu quả nha. Đấy, thì hôm nay chỉ quay sơ vài cái mẫu quốc giả cho các bạn xem, mẫu quốc giả cao su non của Malai nha các bạn. Nếu bạn nào mà có thích thì alo mình đặt một con nha. Đấy, như những cái này thì mình để mình đang đóng hàng đi gửi đi này. Trong đây này, trong đây là mình đang đóng những cái bill gửi đi. Ủa, chưa ghi bill anh ta. À đây. Anh Dũng này các bạn. Mỗi cái này thì keo. Đây, tí nữa mình sẽ đóng bill bên giao hàng anh Huệ. Anh Dũng này. Để là luôn. Lóc này ra em quay luôn. Đó. Ủa, chưa dán bill à, chưa dán cái kia. Đâu bill ghi mã số à. Phải dán đó các bạn. Khi mình đi đóng, mình đóng đi cho anh em thì như thế này nè. Đó, mình bỏ trong cái hộp và mình bỏ giấy nha. Bỏ giấy như thế này. Đó, và anh mình sẽ check đơn ở trên này để dán một cái mã vô đây, và nhân viên nó như thế này, nhân viên người ta sẽ vào người ta check đi. Nói chung là khi anh em nhận hàng của mình thì mình đóng và mình bỏ trong hộp như thế này. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và test hàng thoải mái nha. Ưng cái bụng thì anh em nhận nha. Nói chung chỗ mình bán thì mình quay rõ ràng. Cả kênh của mình ở trên này các bạn cũng cứ yên tâm nha. Không có bán buôn nó rõ ràng lắm, không có tào lao đâu. Và mình nhận hàng, kiểm tra hàng xong rồi mới thanh toán tiền nha các bạn. Không phải phải đặt cọc đồ như những nơi khác đâu nha. À, là khu luôn gói này. Có đồ của anh nào đây? Nguyễn Trọng Hữu à. Này sao hộp này nặng hơn, con này cũng loa à. Hai con này. Hai con à. Đây, như anh này thì anh sẽ chơi hai con nha các bạn. Hai con thì các bạn đánh thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Cái như ông anh mình cũng sẽ chơi hai con và hai cái thế khác nhau này. Anh ta đây, xách lá lá này ta. Xách luôn em. Đó, đây này, như ông anh mình ông đóng cho ông khách ông chọn hai con, hai cái mẫu như thế này. Một con trống và một con mái các bạn. Đó, con ở sau là con trống nha, con đầu là con mái. Đó, đi một cặp như thế này thì khi mà các bạn ra bẫy thì nguyên cặp nó về, nó đấu với một cặp thì nó sẽ dính hai con, tỷ lệ nó cao hơn các bạn nha. Đây đẹp rồi. Các bạn nhìn đó, và bên mình cũng có bán lo rồi đầy đủ nha các bạn. Đó, nếu bạn nào có muốn đặt thì các bạn alo qua số điện thoại ở dưới màn hình này nha. Có gì chia sẻ tư vấn cho các bạn về thế, về mẫu và các cái hướng để các bạn đánh như thế nào cho hiệu quả nhất nha. Video tới đây thì dài rồi cho nên là xin tắt máy nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.